Hello, xin chào các bạn. Cảm ơn các bạn quay trở lại với clip tiếp theo của mình. Clip tiếp theo của mình hôm nay sẽ là người cuối cùng ngừng uống nước ngọt và ăn bánh ngọt nhé các bạn nhá. Người chiến thắng sẽ nhận 1 triệu đồng từ tôi. Thì tất cả là chơi bốc phiếu. Như những clip trước, phiếu tôi đã chuẩn bị đây hết rồi. Được. Mọi người hiểu chưa? Rồi, đã hiểu. Có cái bánh ấy, bía lại có x2. Tôi có phiếu trong đây mà chúng tôi bỏ cái x2 cái bánh bía này nhá. Vì cái bánh bía này nó to quá. Nếu mà x2 cái vào cái này thì chắc là thua luôn các bạn nhá. Còn bình thường thì cứ bốc phiếu trong đây thôi. Vào cái gì ăn cái đấy rồi, mọi người hiểu chưa? Rồi, vào nước ăn uống nước à? Wow, em ơi, chẳng lẽ vào nước em lại ăn bánh. Thế ngon đến được mà. Mình em hỏi câu ấy được. Đã được, tôi thực ra tôi tàu hòa tí thôi các bạn ạ. Tàu hòa tí đấy. Rồi, bốc ngọt xem nào. Nói chung là cái trò này cũng nhờ may mắn đấy. Ông nào mà bốc vào 3 lần nước là xẻ là xin thua cuộc. Nói chung là như thế. 3 lần nước nhưng mà có mấy nước con này. Có mấy cái nước này to thì là đứ đự luôn. Thật, 3 nước to này là đứ đự luôn. Rồi. Cứ tưởng thế tôi làm hai. Cứ tưởng cho tôi làm hai lon coca đối đựng thật các bạn ạ. Coca khổ phết đấy, coca ấy. Rồi, không nói nhiều nữa, giờ cho tôi sẽ bốc đầu tiên nhé. Rồi, anh khai bào trước đi. Đấy. Rồi, bắt ngọt. Rồi, đến tôi nhá. Ui ui, đã phần thưởng 200k gì. May quá, không mất phần thưởng rồi. Thôi, tôi nhìn thấy một chút 100 rồi, ăn không rồi. Ui. Ôi, con ơi. Thưởng 100k rồi, con video này lỗ đầy rồi. Vậy là hai phần thưởng đã ra đi nhá các bạn nhá. Em biết gì đấy. May cho Vinh bánh nhá. Bánh bía bốc lại. Bánh bía x2 nhưng mà không phải x2 cho bốc lại. Rồi. Này, nước tăng lực này. Rồi. Ê, đây rồi. Xem Vinh là gì đây? Gì đấy? Bánh bía x2. X2 lắm đấy. Bánh x2. Đâu? Bánh trứng. Bánh trứng của Vinh x2. Bánh trứng x2 đơn giản vậy đó. Được. Không có gì. Phong là nước tăng lực đơn giản. Bác ngọt được cái gì vậy? Bác ngọt là 100. Anh không có gì. Rồi, bác ngọt. Coi cái này của em à? Em ơi, em ăn hai bánh trứng em ăn đi. Các bạn mới vòng đầu đã đỏ này rồi. Hay đấy. Bác ngọt thì nhìn thấy sao bác ạ? Nhìn gì? Thấy đấy. Gì đây? Tới đây em nhìn thấy thì em đấy. Thích cái gì đó em đây, ngọt đây. Đi. Ui, cái bánh này bé tí à. Bánh này bé á. Ngọt đấy, của Vinh nhỉ. Nó thực luôn. Phong rồi, mình bước được trên nhỉ. Phong là 2 hớp đây, hết lọ tăng lực rồi đi. Phong 2 hớp hết lọ tăng lực rồi các bạn ơi. Rồi, ra các bạn ơi. Ngọt nhỉ. Thế, toàn được bánh trứng này. Một phù lắm. Em ơi, rồi, Phong. Rồi. Cháu, Vinh. Ui. Rồi, Phong chìa ra. Chanh muối. Mấy mới đứa được. Từ từ, Phong lấy vào xem anh là cái gì. Ui ôi. Các bạn ơi, tôi bóng bía. Rồi. Bánh bía của tôi khá là to các bạn ạ. À. To lắm. Trong đây có cả sừng phạt à? Có. Ui giời. Đẹp mũi mà. Đẹp mũi nhá. Vinh đẹp mũi ăn không rồi. Đùa của tôi thì là búng tay các bạn ơi. Ui. Ôi. Tôi Vinh ơi. Tao mày thì hai anh em ngồi cùng nhau. Thì bây giờ tao sửa mày, tí mày lại sửa ra. Rồi, sửa đi. Rồi. Đây, bóng cái này. Bóng hoàng đừng đụng. Mày là tiền mũi mà. Tiền mũi thì đưa cái này đây. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Thế tao bắt định đang luôn định búng tay cháu. Ôi, Vinh ơi, đứa rồi. Các bạn ơi, nguyên cái bánh bía to chẳng bá rồi. Này, xem đổi không? Kêu to gì? Không, cái của Phong to. Có đổi không? Ui. Mấy cái búng tay đây. À, mấy cái làm. Ui, ui ơi. Ui. To tay tay ăn mắt à? Ui, ui. Vinh ơi, đấm mồm rồi, đấm mồm rồi. Coi là đấm mồm rồi. Ai đấm rồi, chỉ đúng anh rồi. Thầy còn bán đấy rồi. Thầy còn bán rồi. Được rồi, cái Vinh cái đấm tôi rồi. Toàn cao mắt à? Các bạn ơi, cái bánh bía này ngon không nào? Nào. Anh à, Vinh ơi nhẹ lắm em ơi. Anh à. Anh à. Ôi. Ôi. Có khả năng anh em mình bị búng tay này cũng khả năng chiến thắng cao. Anh côn ăn đến bao giờ mới hết được cái bánh này. Ăn nó ăn thật nhá. Phong mới đi à, Phong đã hai chai nước rồi. Các bạn tôi dâng lên cho anh côn này. Không anh côn thoát được cái này thì ngon nhỉ. Cổ thần côn thế. Bác xẻo hộ tí ạ. Ăn gì anh lên đi, em cầm hộ tôi, anh sẵn rồi đấy. Phong uống hết chưa? Em uống đi, em đừng nhăn em ơi. Mới chai thứ hai, mới vòng thứ hai. Vậy. Bạn mới chai thứ hai, cái này phải có đá uống mới à, có mát này nguội hết à. Có đấy đâu. Được, có nặng không? Không lạnh, lạnh viêm họng hay Phong à. Uống đi. Đi em ơi. Mới được 2 vòng. Nên mới vòng thứ hai mà mọi người lỡ bỏ cái này. Nhưng nước toàn nước. Đấy. Cố gắng đi Phong ơi. Em còn hai cái bánh mà không đụng nước khô hết cổ này.
Em ạ, cái video này anh ấy rất là nhanh nhá, vì rất là nhiều nước, đúng rồi. Bánh thì chỉ có mỗi cái loại bánh này chỉ có 3 phiếu thôi. Tôi qua 2 vòng thì 1 vòng đầu đã được thưởng, vòng thứ 2 đúng tay, chứ có nói chung là chưa được ăn chưa được uống gì các bạn. Tôi thì được 2 cái bánh bình thường. Rồi. Mới được cái 5 cái tật mũi. 5 cái tật mũi bằng ngoặt toàn cào mắt đấy các bạn. Lên cô này ăn đi. Phong ăn uống đi, Phong gần hết rồi kìa. Cồn, ăn cồn cả cái bánh gối này tao đùng rồi. Chậm của tao lên cồn. Xin bánh, đi, xin luôn đi được. Bánh bía em ơi. Bánh bía ở bánh gối. Một lần anh thương em thế mà em không nghĩ thương anh, tao ăn bở nghĩ anh cồn thế này. Sau rồi tao dình được Vinh mới được. Phong hết rồi chứ. Không. Không đấy. Bạn bảo thương anh cồn thôi mà. Hả? Rồi. Cái đấy các bạn ơi. Cái đấy uống nó chua. Cái này mà trời nắng thể thao về uống là ngon lắm. Đây, à đây là chanh muối à? Anh ăn chanh muối. Tôi hết rồi nhá. Nấu xuống. Còn tí rồi cho hết vậy. Rồi. Còn anh lên. Chào côn em các bạn. Nhanh lên đi. Phong ơi, Phong mà vào chai nước nữa thì em xin thua nhá. Dạ thua nhìn. Để tôi cảnh báo các bạn. Các bạn đừng làm theo chúng tôi nhá. Đừng ăn no quá không tốt cho sức khỏe. Chúng tôi chỉ làm video vui vẻ cho bác. Các bạn coi thôi. Rồi tiếp tục đi. Rồi. Tôi rồi hết rồi. Đến tôi vòng tôi nhá. Rồi, đã chọn được một phiếu cho mình. Đấy, ui hai cái. Ấy ui cái này, cái này ngon quá. Chết à, cái gì đây? Các bạn ơi, nó này vào bánh bía rồi chứ. Ủa ôi các bạn ơi, bánh nó to như này rồi, bằng cái bàn tay này. Rồi. Vinh giờ sát nè. Đây, của tôi gì? Này, bánh trứng tròn nữa. Bánh trứng tròn. Ui à. Bánh trứng thì ngon rồi. Bánh trứng thì dễ rồi các bạn ơi. Cái này dễ. Ok, bữa ta. Xong cái gì? Nước này bánh bía. Tôi chả bá cả cái bàn tay này. Tôi vẫn chưa hết cái vòng trước này các bạn ơi. Đánh lên cô này, lên lên đi. Đây sắp hết rồi. Phong bớt vào lưng lên. Bánh tí bối gai. Được. Tí bối hai đơn giản. Đơn giản sợ nhất là mà nước thôi. Các bạn ơi, tôi ăn nhá. Các bạn ơi, giờ tôi mọi người bốc hết vòng tiếp rồi, giờ tôi mới hết vòng này nhá. Đánh lên nó nốt đi. Đấy, bốc đi, bốc nốt đi. Rồi bốc. Rồi. Nước. Yeah. Cô qua cô nha. Yeah. Cột may mắn đấy. Tôi do ăn cái bánh này khó quá các bạn. Lặng cái bánh này lặng nó to dày. Không, không có ăn. Nhưng mà khôn lắm, nửa viên cùng đấy. Rồi cháu xin được. Cháu xem. Các bạn ơi, tôi thử xem có bánh ngon nhá. Đấy, xem ngon không? Tôi chỉ ăn thử một tí thôi nhá. Hẳn nửa cái thử ít. Không. Mà cái mùi sầu riêng đúng không? Các bạn ơi, tôi không ăn được dầu riêng, tôi là mùi dầu riêng thế này thôi. Tôi ăn một cái là tôi xin thua. Thử ăn này không? Không, ở đây cái đấy em ăn cái này rồi. Cái này với cái này khác gì đâu. Ăn đi, hai cái ui kẹp luôn vào. Cái bên tí. Cuối cùng cũng hoàn thành vòng trước các bạn ơi, vẫn còn chai nước ở vòng này nữa. Cố lên coi. Vinh là vòng này mới bánh trứng đã xong rồi. Xong rồi, đợi các anh rồi. Nồng thế nên em đợi cho rồi quá, thế này theo tôi là nhất rồi các bạn ạ. Ngồi ngay ngay này. Ôi vọng bụng búng tài đỡ ăn đỡ nước tí thì uống liên tục thì chắc là đỡ. Các bạn hết chưa? Côn về côn mấy nước rồi nhỉ? Bông bọn cháu cái này với nước đầu nhưng vừa lấy ăn phải một cái bánh này thôi. Một cái bánh bía ăn khó thật mãi không hết các bạn. Đấy giờ bác còn tí uống ăn nốt đi nó thoảm. Lò thế một bánh này nó to quá. Thoảm rồi. Rồi tôi đã hết nha các bạn nha. No cảm ăn được đúng rồi anh biết cái no mà thế uống hai nước nó phong ói à. Gà mà vào bánh dưới nó là hả thôi ấy. Còn cả mấy cái nữa, uống còn cả nữa. Thử ăn đi. Không, hết bánh bía rồi. Rồi hai cái x đôi thì mọi người không chơi nó bỏ x đôi rồi. Chỉ còn hai cái một thì anh một cái bác ngọt một cái mày cái bánh bía là hết rồi các bạn ạ. Rồi có luôn. Giờ chỉ còn nước là sợ thôi. Cái này tính ra cái nước. Rồi ra. Đi đây. Rồi Binh lại búng tay rồi. Mình mày lắm các bạn, búng tay. Không ăn đấm cơ. Búng tay thì không phải ăn sướng gì nhất rồi. Của tôi là bánh tipo nhá. Rồi, quá đơn giản một cái này thì quá đơn giản. Phong anh nhận chưa? Tẹt mũi. Phong tẹt mũi. Của anh rồi. Sữa. Sữa trái cây. Ngon nhỉ. Thôi mình ăn uống nhiều rồi giờ mình phải phạt chúng nó, không để cho chúng nó phạt nhau. Anh ơi. Để hai thằng chúng nó phạt nhau, chúng nó nhường nhau đấy. Đó, nhường không gì? Nhường. Em đấm rồi. Có em nhường gì đâu. Không. Em đấm lại búng tay tẹt mũi. Búng tay. Tẹt mũi. Tẹt mũi. Tẹt mũi. Camera sát à. Ấy. 1 2 3 4
Nằm. Ui vừa ấy chứ bắt mà. Này chứ đẻo con cái. Này này phạt nhá. Cái mũi đang tẹt cho tẹt hẳn đấy. Vừa tẹt như tận mắt mà. Ở đây các bạn ơi. Đây bên này. Bên này bên này. Ai ui. Ui đấm xiên. Ai ui xiên tay. Nè. Ai ui. Ba. Bốn. Kêu lắm bụng kêu lắm. Ui. Ai ạ. Năm. Xiên vào đây mà. Ui. Không phải xiên tay đâu. Anh cứ đi tí ăn kiểu gì là bình thường thôi. Ai phải thường, anh sợ cái bánh kia thôi. Quên đi. Vừa ăn vào cái bánh này, cái hai cái loại bánh này ngọt quá các bạn. Vinh thấy còn đỡ, còn chiến thắng đấy Vinh ạ. Cứ uống là sẽ no này. Đợt hết, cái này hết. Ui trời ơi. Né né anh Vinh ơi. Đợt được chơi nhá. Anh tôi nói chơi không hiểm. Lắm quá các bạn ơi. Tiếp đi. Mặt áo này lắm quá. Rồi. Chúng ta tôi đau quá. Rồi. Em ơi, thế là hết đúng tai, hết tẹt mũi rồi. Hai cái, à hình như còn sao ấy. Rồi. Còn thì bốc đi, thì em bên đây em để búng ảnh. Rồi, đây này. Không. Yeah. Anh Tuấn làm gì anh Tuấn đây? Lắm rồi. À. Để chơi đây anh Tuấn đây. Đây. Rồi, tôi đây, rồi. Lướt tăng lực. Ui, lướt tăng lực cái này đấy ít lắm. Có bao nhiêu ấy đâu, xem của tôi là cái gì. Lông tơ thanh. Lông tơ thanh thật các bạn ạ. Vinh đâu? Ui, Vinh lại bánh trứng, còn bánh trứng các bạn ạ. Của tôi lại chanh muối nha các bạn nhá. Rồi. Ôi, vòng này kiểu này tôi ăn chặt rồi. Vinh hôm nay mày thế. Còn bánh trứng này kia này thì chanh muối to quá thế nhỉ? To. Phong đổi không? Không. Lắm quá các bạn ạ. Đổi cho đối đứa. Ăn đi. Nhanh nhanh em đợi. Em cái này em đút chỏ đâu rồi. Nhưng vòng này Vinh nhẹ nhàng nhất à? Ừ, mà Vinh mấy vòng toàn nhẹ nhàng, toàn bánh trứng thôi à. Các bạn tôi okay, cứ ngồi đợi thôi các bạn. Chưa cần ăn. Đuổi đi. Rồi. Phong đổi không? Không. Anh nhìn bước ngoặt này. Trời ơi. Bước ngoặt đây. Bước ngoặt rồi chạy hai chai nữa đứa đứa. Rồi đến tôi nhá. Rồi. Rồi uống hết đi. Nước Tư Thanh hả? Rồi. Tư Thanh uống dễ hơn mà. Rồi uống đi nhanh 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 khởi trường nhanh rồi. À. Rồi Phong ơi, cần em uống không? Cần em hộ em chiêu cho em chiêu tí cho anh nhờ không? Phong ơi. Rồi đến tôi các bạn ơi. Tôi còn mua bánh trứng xong hết rồi. Lắm ghê trời chả có tí gió nào. Phong còn hết rồi nhanh thế. Phong ơi nhanh rồi. Còn tí các bạn ơi. Phong còn xong nhá. Rồi các bạn ơi, lần này mà tôi mà vào nước lứa chắc là đi đấy. Đáng đi thì em. Lò quá các bạn ơi. Lần này mà tôi mà vào nước lứa khéo là không trụ được, khéo bỏ cuộc các bạn ạ. Ừ, thế thì lại thế mới nhường được 1 triệu được của chúng tôi chứ. Tôi lại bằng tại bằng trứng rồi, nghi lắm lại bằng trứng rồi. Tôi cái gì đây? Thôi lên tới số 0 thì bằng trứng rồi này. Bằng trứng rồi. Coca Cola. Ui Coca Cola. Thôi, của tôi được. Là búng tay đấy các bạn ơi. Được. Rồi, may mắn quá. Rồi các bạn ơi, của tôi là Dr. Thanh. Rồi. Rồi. Sữa trái cây. Rồi, rồi. Của Vinh. Vinh là gì? Coca. Coca-Cola. Đây. Coca-Cola. Đây. À. Rồi. Rồi, ok. Coca-Cola. Ừ. Tôi ra mới được uống các bạn ạ, thoải mái. Của tôi là Dr. Thanh. Phong cậu là sữa. Tôi là búng tay cho được quả của Vinh. Rồi, đâu, tôi xiên rồi. Rồi, bây giờ xiên đi. Ai à? Ai à? Tao. Ai à? Ôi, Vinh là sao đấm sao đau thế nhỉ? Anh cứ rụt dài rồi tao tôi muốn thật. Tìm đau đâu. Em uống đi. Anh muốn đi. Em thoải mái. Anh thoải mái. Phong không uống nữa, Phong thì thua. Chưa. Rồi đấy, Phong đấy. Phong uống đi, Phong ơi, hay đổi không? Đổi không Phong ơi? Phong vẫn cố. Phong ơi, em uống nhiều nước rồi đấy. Lật đổi không? Em lo quá thì thôi, xin đi. Để anh chiến đấu với bác Ngọt với Vinh. Uống thử nốt xem nào. Xem có cố không? Không cố không? Thôi anh nghĩ tốt nhất em bỏ đi, thật. Ngon à? Uống được. Ngon, uống được thôi, uống đi, uống được vòng lấy được. Chớ rồi, đang đầu rồi. Chớ rồi các bạn ơi. Thôi uống đi. Rồi là bỏ cuộc phải không? Bỏ cuộc rồi. Ok các bạn ơi, một vận động viên đã bỏ cuộc nữa rồi. Em ơi xong rồi đứng dậy đi ra đâu rộng. Đỡ nóng. Rồi. Bây giờ em uống hết đi. Em đơn giản anh thôi, anh cũng lo rồi. Em có gì đâu mà lo. Rồi uống đi. Nào, kịch ra, dù cái gì đâu. Anh mày thi xem ai uống hết trước không? Ừ, rồi. Từ từ, thi thật nhá. Nếu mà ai mà hết sau là thua luôn nhá. Nó thích đổi không? Đổi em anh đổi. Em ơi anh cái này nhiều nước hơn. Em đổi.
Coca có uống hơn nhiều các bạn nhỉ. Tôi ngu gì đâu mà chơi với anh Côn. Thế sao em chưa lo không. Á? Em chưa lo thật mà cái Coca cũng khó hơn cái này nhiều. Cái này cảnh là nhiều hơn thật mà em anh đổi với em chưa luôn. Thôi nào kịch. Kịch nhá. Chúc em hạnh phúc. Rồi. Đấy chưa? Mạch này tôi Coca khó uống lắm. Sao? Vinh tỉnh táo đó các bạn, may Vinh không chơi. Vì cái nước Dr. Thanh này thì uống thì nó dễ hơn Coca, các bạn hiểu không? Đấy em bảo em mua gì Coca là khó uống em Coca các bạn ạ. Thưa hết cả bạn. Cố lên Vinh ạ. Rồi à, hết rồi nhá. Tiếp tục các bạn ơi. Ôi ôi nó quá. Ôi hết rồi, hết rồi. Ăn con chưa thua đi. May quá các bạn à. Tôi tẹt múi nha. Được không? Tẹt. Ui, Vinh lại qua vòng này, ai đấu được Vinh? Các bạn, tôi qua vòng rồi. Rồi, bác mặt trả bí đao. Tôi trả bí đao, xin thua đi. Xin thua đi chứ còn gì nữa. Khó khăn phết nhỉ. Nào, tẹt múi. Rồi đây, tẹt múi đây. Còn này xiên đi Côn này, anh Côn vừa xiên tôi à? Xiên đi. Xiên này. 1, 2, mạnh lên. 3, 4. Xiên đi thằng này, xiên. Đau phết thật các bạn này. Vừa anh Côn xiên tôi vào tay, giờ tôi xiên toàn mũi hết. Bác quản uống đi. Thôi các bạn ạ. Tôi lo lắm rồi. Kiểu như ăn cái mấy cái bánh này nó ngọt vào rồi xong lại uống vừa chai chanh muối vào nó ngọt kiểu ăn ra bây giờ nó cứ đẩy lên cổ nó khó chịu lắm các bạn. Rồi thế nào nữa? Thôi cảm ơn cho hai người chiến đấu luôn. Rồi. Tôi, rồi. Tôi xin đầu hàng, đầu hàng. Một đi. Đối thủ lứa đá đầu hàng nhá các bạn nhá. Nét thôi anh Côn ơi. Anh xin thua đi còn gì nữa. Còn có một phiếu à? Ừ, cho làm nào. Rồi. Ban tổ chức vào ghi thêm phiếu đi. Rồi. Khá là lo rồi nhưng mà tôi sẽ cố gắng hạ Vinh để giữ lại một tên nhá các bạn nhá. Anh nhìn vào cái này vẫn ăn chặt thật. Em thì bốc may mắn rồi. Em ơi, bốc đi, may mắn mà. Rồi, rồi vãi luôn, xong rồi. Rồi à, ăn luôn này. Gì? Bánh tipo. Được. Ôi, đơn giản lắm. Rồi. Vinh may mắn thế. Cái tôi là cái gì đây? Tai hay cái gì đây? Ôi giời, lại tẹt múi tiếp rồi. Mày tẹt múi là chịu đau một tí chịu nhưng mà đau rồi, không đau lo được. Không đau hò nó. Nhưng mà tẹt múi là đau thật các bạn ạ. Múi to mà, dã này. Tao đấm vào cằm ấy. 2, 3, 4, 5. Giải cơ các bạn ạ. Ờ, tôi này con này, bán mì này. Dã rồi, dã rồi. Ui, cái này béo thế. Cái này còn béo hơn cả bánh trứng các bạn ạ. Ui, ui thế này anh có đợt xin thua đi thật, đau hàng đi thật. Em ơi, chốc ai vào cái này là các bạn ơi, thì chỉ còn duy nhất một chai nước nhá. Cái này là khó khăn nhất à. Còn là bánh nếu cái này thì tôi có phải ăn 3, 4, 5 cái bánh nữa thật. Lắc đi, cho chậm trước. Lắc rơi rồi. Lắc đi. Rồi, rơi cái gì? Ấy luôn cái đấy. Này, rơi cái gì? Ấy luôn cái đấy, xem cái gì. Sợ gì? Bánh gì à? Qua vòng rồi. Ui, qua vòng á. Thế chưa, tôi bảo rồi. Tôi cứ lắc cái nào rơi cái tôi đánh rồi đấy. Này đúng là ngày của Vinh thật. Là ngày của em gì đó, tôi đấy. Tôi nhá. Có cả nước này, nước này xin tôi thật anh cô ạ. Gì đấy? Chả biết đâu. Ôi anh ơi. Rồi, đưa tiền đi ăn đi. Bỏ chứ không phải tôi, không có ai đối thủ này chết rồi. Ôi các bạn ơi, đưa tiền cho Vinh thật các bạn ạ. Bảo rồi. Tôi lại xin nhá. Ôi đưa đi đếm. Vinh hôm nay đỏ vào được mỗi chai Coca còn toàn bánh trứng với bánh này thì bao giờ mới hạ được nó. Đếm. Còn hai còn mấy vòng qua vòng cơ. Em ơi đem tiền đây. Nào nhanh đếm. Rồi đã ăn không. Ôi thế này thì tôi mấy hôm này kiếm một mớ ăn Côn rồi, chết rồi. Hôm nào cũng thắng rồi, chết rồi. Rồi các bạn ơi. Rồi em xin đi. Clip này Vinh là người chiến thắng nha. Chúc mừng Vinh. Rồi em xin. Ui 1 triệu đồng của tôi. Vinh mấy hôm nay đỏ thật các bạn ạ. Rồi các bạn ơi, nếu các bạn thấy clip của anh em chúng tôi hay, hãy chia sẻ và like video để cho mọi người khác cùng xem nhá. Rồi cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào. Bye bye.